Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món nước sốt rất đặc biệt của người Hoa. Mình vừa mới biết luôn, đó là cái củ địa liền này các bạn. Là mình làm nước sốt pha với nước tương để mình ăn với thịt gà. Nghe nói là bá cháy luôn. Thì cái củ này, địa liền này á, là người Hoa hay dùng, mà mình vừa mới mua là một pound 35 đồng. Thì cái người bạn mà bán này cho mình nó chia sẻ rằng là mình sẽ dùng bằng chải đánh răng để mình chà sơ cái vỏ, là mình ăn luôn cái vỏ đó, mình chỉ rửa sạch cái bên ngoài phần ngoài thôi, rồi mình sẽ đem đi giã. Thì nếu mà các bạn muốn ăn trung bình, thường thường mình làm nước tương đó là một hai củ là đủ rồi, nhưng mà nếu mình muốn đậm đà thì mình giã ba bốn củ luôn. Ở đây mình rửa sạch, dùng bằng chải răng rửa sạch xong rồi mình giã đây là bốn củ. Sau đó rồi thành phần của mình là gồm có tỏi ớt, nhưng mà ở đây là mình có xay tỏi ớt sẵn mình ngâm này để dành ăn sẵn nè, với lại có phần đường và không thiếu đó là nước tương đây các bạn, nước tương đó. Thì bây giờ mình sẽ trộn hết tất cả hỗn hợp này vào với nhau, thì tùy vào cái lượng mà các bạn ăn, giống như cái gia vị mỗi mỗi gia đình mỗi khác á, thì mình sẽ cho vào cái lượng đường với lượng nước tương tùy vào đây, mình cứ pha rồi mình cứ điều tiết từ 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 từ. Bây giờ đây cũng là lần đầu mình ăn cho nên để mình sẽ làm rồi mình sẽ review cho các bạn coi là có ngon thật hay không nha. Ớt tỏi xay cắt cây à. Chèn ơi các bạn ơi, nó ngon thiệt các bạn. À ơi, nó ngày nó cay, mình bỏ này ớt á nó cũng hơi cay nữa, nồng nó cay. Còn cái củ này á mình ăn luôn. Lấy ăn cả xác lẫn nó luôn các bạn. Nó vừa thơm thơm nó vừa cay cay nồng nè. Mình ăn một miếng thôi mà cay, chấm miếng thịt gà. Bá cháy luôn các bạn. Nếu mà các bạn có cơ hội, mình nghĩ chắc nhiều anh chị người Hoa là đã biết cái củ này rồi. À, có thể là biết nhiều củ này. Ba mẹ mình ở bên Việt Nam cũng có trồng nha, mà mình không biết, mới gọi điện thoại về khoe thì ba má mình nói là ở Việt Nam đang trồng nhiều lắm. À, cho nên là ba má nói thì mỗi lần đi ăn tiệc đám cưới của người Hoa là người ta hay làm cái món này để mình chấm với thịt gà. Thì đây mình thấy này nó lạ mà nó mới, tại vì đây cũng là lần đầu tiên của mình á. Cho nên sẵn đây mình chia sẻ cho các bạn luôn biết về cái món nước sốt này chấm với thịt gà. Thì nếu mà các bạn nào mà đạo ăn thịt gà thì nên thử qua cái nước sốt này các bạn. Đó, cái nước sốt này của người Hoa đó. Ăn bá cháy thiệt, thơm ngon cay nữa chứ. Ăn một lần mình lấy luôn nguyên cái sốt, nguyên cái của nó ăn này các bạn. Đã thơm. Thơm cay nữa chứ. Vừa cay mùi ớt mà vừa cay của củ nữa, nồng nồng á.